Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi hàng Nhật Bản. Em hay lên clip vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần lúc 18:30 tối. Thì mọi người xem video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn. Giờ nay em có một cái lưỡi lê của quân đội Mỹ, một cái ống dòm rất là to, nhìn rất là rõ luôn ạ. Và một số mẫu ống dòm mà nhỏ gọn và có nước hoa của nữ, muỗng inox 304, bình giữ nhiệt, ly giữ nhiệt, ba lô, xẻng, ghế ngồi câu cá, một số đồ nghề bãi, rìu của Mỹ, bình nhớ cưa của Mỹ. Và em có một cặp kiếm hàng trưng bày. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo và cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn ạ. Giờ nay em lên mã B là một cái lưỡi lê ạ. Đây, cái phần tay cầm của nó đây ạ. Cái phần tay cầm là bằng gỗ có hai chốt. Và cái lưỡi lê này là nó từ năm 1917 ạ. Đây, cái hàng này là hàng lưu kho nên nó còn rất là mới luôn. Đây ạ. Rất là đẹp. Đây. Hàng của quân đội đây ạ, US, quân đội Mỹ. Và cái vỏ của nó đây. Cái lưỡi lê này thì chiều dài của nó ở đây là được chiều dài là được 55, chiều dài tổng thể. Và cái phần chiều dài lưỡi ở đây là 43. Và cái bảng ngang của nó qua đây là được 2,3. Và độ dày của nó ở đây là được 6,8 ly ạ. Và cái mã B1 này thì em không có để giá. Các anh các chú nào mình quan tâm đến cái lưỡi lê này thì nhắn tin cho em ạ. Mã B1. Và em qua B2 là một cái ống dòm ạ. Cái ống dòm này nhìn rất là rõ luôn và rất là xa luôn. Nó nhìn xa là được ở đây là 1000m ạ. Và cái tốc độ mà nhìn zoom được đây ạ, zoom là từ đây 30 26 nhân 160 lần ạ, nó rất là nét và rõ luôn ạ. Cái ống dòm này là có 3 chức năng ạ, một chức năng ở trên đây và một cái phần mình chỉnh kính ở đây. Và thêm cái phần dưới đây nè, là đây là từ 30 đến 260 lần. Cái này là còn mới luôn, nó còn ở trong một cái hộp luôn ạ. Cái phần kính thủy kính của nó thì còn rất là đẹp, tại vì nó còn mới. Cái này thì mình gắn vào một cái cây chân máy ảnh ạ. Okay. Để mình có thể mình gắn vào đây ạ. À. Thì cái cây này em bán kèm vào luôn ạ. Cái cây này thì hình thức bên ngoài của nó là nó có bị trầy xước ạ. Nó nặng là được 1,2 kg và nó thu gọn là 50 cm ạ. Và nó dài là được 1,6 m. Hiệu của nó là Velbon. Cái này thì em đo cái chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 38 ạ. Cái này nó to nên mình nhìn nó rất là rõ và nét luôn. Mà nhìn được xa nữa ạ. Em đo qua đây đây. Như cái em đo qua đây thì nó được là gần 10 cm ạ. Cái phần vật kính. Và cái này thì em mua từ bên Nhật về nên nó còn giấy tờ, nó còn trong cái hộp luôn. Cái túi của nó đây, cái túi vải để mình đựng cái ống dòm to này. Và cái dây để mình đeo. Đó, cái hộp của nó đây. Thì cái mã B2 này là em bán 3.800.000.
Em qua B3 là một cái ống dòm Nikon ạ. Đây, Nikon, hình thức của nó thì nó có bị trầy xước ạ. Đây ạ, Nikon 7x20 Japan. Thì cái này thì ở cái phần chỉnh ở đây thì nó bị lỗi ạ, nó em chỉnh nó không được ạ, và nó thì nhìn nó bị mờ đi, nó không có rõ. Thì về các anh các chú mình có chỉnh, mình sửa, mình thay được thì mình dùng ạ. Thì cái này em bán là 200k B3. Và em qua B4 ạ. B4 cái này cũng vậy ạ, nhìn nó cũng không có được rõ. Này 7x18, hình thức thì cũng bị trầy xước. Thì em bán là 200k. Về các anh các chú mình chỉnh lại, mình xem coi nhìn mình nhìn có được hay không ạ. B4. Và em qua B5. Đây, B5 cái này là nó là của Philippines ạ. Đây, made in Philippines. Cái này thì ở cái phần chỉnh này nó bị cứng ở đây, và cái phần chỉnh zoom ở đây nó cũng bị cứng, không có chỉnh được. Thì về các anh mình coi mình có chỉnh được không thì mình mua. Em bán là B5 là 200k luôn ạ. Đây, cái hiệu của nó đây, Avanta 10x25. Và em qua là B6 ạ. B6 thì cái này, cái hiệu của nó đây, Kenko 8x22. Cái này thì em test rồi, nhìn rõ ạ. Đó, đây, chỉnh nó đây. Đó, cái này nhỏ gọn. Thì cái mã B6 này em bán là 380k. Và em qua B7. B7 thì cái này zoom tự động ạ. Đó, nó zoom tự động nên nó không có cái nút ở giữa đây. Đó, nó cũng không có chỉnh cộng trừ gì hết ạ, zoom tự động. Thì cái mã này em cũng bán 380k, B7. Và em qua B8 ạ. B8 là một cái máy ảnh. Đây, cái này là cái bao da luôn, bao da thật luôn đây ạ. Đây, Ani của Nhật. Thì cái này là hàng sưu tầm thôi các anh các chú mình, để mình trang trí quán cà phê hay là nhà ở của mình đó. Hàng sưu tầm thôi, không có còn xài được nữa ạ. Thì cái mã B8 này em bán 150k. Các anh nào mình thích sưu tầm máy ảnh à, hoặc mình thích trang trí đề co, B8 150. Và em qua B9. B9 ở đây thì em có một cái ống dòm này đây, test mắt. Cái này thì đây, nó có chữ đây, Japan. Hình thức của nó thì cái mặt trước đây, cái mặt trước thì còn đẹp, mặt sau thì nó bị cấn như vậy đây ạ, những cái vết cấn như vậy đó, nhưng mà không có ảnh hưởng gì hết ạ. Em test rồi nhìn rất là rõ luôn đây, nó cái phần vật kính nó đây không có bị trầy xước gì hết, và nó có đầy đủ được 4 cái núp chụp kính lại luôn, và có cái cọng dây nữa đó, đây ạ, nhìn rất là rõ. Thì cái này ở đây là nó là 8x30 ạ. Đây, 8x30. Cái này thì chiều dài của nó ở đây là được 12, và ngang qua đây thì nó khoảng là 13. Cái này em bán là 600k, B9 600k. Và em qua B10 là nước hoa ạ. Nay thì em có 5 chai nước hoa của nữ. Đây, nước hoa này dung tích của nó đây là 100ml. Nó cái hãng của nó đây, nó là của Pháp ạ, Paris. Cái này là nó còn ở trong hộp luôn, made in France. Cái này thì em chưa có bóc ra. B10 này thì em bán là 980k của Pháp, 100ml. Em qua B11 cũng mùi của nữ luôn. Cái này thì nó là của Mỹ, made in USA. Cái này thì cái dung tích của nó được 50ml ạ. Cái tên của cái nước hoa đây. Cái này cũng còn trong hộp luôn, chưa bốc, 980k. Mấy mùi nữ thì rất là thơm ạ. B12. B12 thì cái chai này là cái tên nước hoa đây ạ. Và nó là được, cái dung tích của nó là 50ml. Và cũng là của Pháp luôn, made in France. Đó, xuất sang Nhật đây, nó có chữ Nhật bên đây.
thì cái chai này em bán 880k, 50ml. Và em qua B13, B13 thì hai chai này em bóc xem cái mùi như thế nào đây ạ. Nó dung tích của nó là 50ml. Nó là hàng xuất sang Nhật luôn đây đó. Chữ Nhật không đây ạ. Này em bóc ra nó bị rách. Cái tên của cái nước hoa đây. Cái mùi cũng rất là thơm ạ. Đó. Nhìn cái chai cũng rất là sang trọng luôn. Mã B13 này dung tích là 50ml, em bán là 680k. Và em qua B14. B14 cái chai này cái hiệu của nó đây. Đó. Đây là 100ml Woman đây là của nữ. Cái này là cũng hàng của Nhật, cái này hàng của Nhật. Đây là còn trong hộp luôn, chưa sử dụng. Em mở ra em hửi thử cái mùi coi như thơm như thế nào. Thì nó rất là thơm mà. Thơm cái mùi dịu nhẹ, mùi của phụ nữ dùng mà, rất là thơm. Đó, tem chữ Nhật ở dưới cái phần đáy đây ạ. À. 100ml. Thì cái mã B14 này em bán là 780k. Và em qua B15, ở đây thì em có là được muỗng ạ, muỗng ăn cơm. Ở đây thì em có 10 cái muỗng, 10 cái muỗng thì em bán là 35.000 một cái. Thì các anh các chú mình muốn lấy mấy cái thì mình lấy ạ. Đó. Muỗng là còn mới luôn, chưa sử dụng, inox là 304 của Đức ạ. Có logo hai hình người. Thì cái muỗng này em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 16 và cái bảng ngang của nó qua là được 4,5. Muỗng thì em bán là 35.000 một cái ạ. À. Và em qua cái muỗng múc canh. Muỗng múc canh đây. Đó. Nó cũng là inox 304, hàng mới chưa qua sử dụng luôn, cũng của Đức. Cái muỗng rất là to. Cái này thì em đo cái chiều dài của nó là được 23,5 và cái phần cái lòng để mình múc ở đây thì được là gần 6,8 ạ. Muỗng này thì em bán là 100k một cái, hai cái thì 200k ạ. Và em qua ly ạ. Ở đây thì em có là ly giữ nhiệt, ly để các anh mình uống bia, uống nước ngọt ạ. Cái này là ly inox 2 lớp. Thì khi mà các anh mình để nước đá thì nó sẽ không có tan ra ngoài, ướt phía bên ngoài ạ. Đó, nó sẽ và lâu tan phía bên trong nữa. Để nó giữ được cái mùi bia, mùi nước ngọt của mình. Nó hàng là còn mới luôn, chưa sử dụng, của Nhật ạ. À, cái này thì dung tích nó tầm là được 450ml. Thì chiều cao của nó ở đây là 12cm và cái phần miệng qua đây là 8cm ạ. À. Thì cái này em bán là 70k một ly, ly to. Và em qua cái ly bé ạ. À. Cái ly bé này thì nó là khoảng 350ml đó, cũng của Nhật luôn, còn mới chưa sử dụng. Cái loại kiểu này cũng rất là dễ thương à, đó. Uống nước ngọt, uống trà sữa à. Cái canh mình uống bia cũng được ạ. À, cái này thì nó được là 10 à, và qua đây thì nó được là 7,5. Đó. Cái này thì tầm 350ml. Em bán cái nhỏ này thì là B18 là 60k một cái ly như vậy. Và em qua B19 là cái bình giữ nhiệt ạ. Cái bình giữ nhiệt này thì nay em có cái bình này là được dung tích của nó là 1.1 lít ạ. Và có cái túi phía bên ngoài đó để các anh mình đi du lịch hay là mình đi làm mình đem theo ạ. Nó rất là gọn luôn. Thì
có một cái túi vải thì nó giữ nhiệt thêm rất là lâu. Cái này thì inox của nó là cũng inox 316 à, hàng cũng còn mới chưa sử dụng. Phía bên trong thì nó có một cái đồ lượt trà lượt đá cho mình. Đó, cái lõi phía bên trong. Dung tích là 1 lít mốt. Cái này giữ lạnh cũng rất là lâu luôn, như em cho đá vào thì nó giữ là hơn 1 ngày luôn à. Đó. Chiều cao của nó là được 30 cm và cái phần đáy của nó qua đây thì được là 8 cm. Cái bình này em bán là 340k. B19 ạ. Và em qua B20, cái bình này thì dung tích là 1 lít. Màu đen. Cái này Jizushi. Cái này thì nó có ống hút ạ. Nó có ống hút. Đây nó có một cái ống hút đây. Nó cũng là inox 316, có cái ống hút phía trong. Cái này thì mình không dùng hút thì mình uống bằng cái bên đây cũng được à, tùy mình à. Đó, nó có một cái lỗ bên đây và một cái ống hút bên đây. Dung tích là 1 lít. Thì chiều cao của nó ở đây là được 21,5 và cái phần đáy của nó qua đây là được 9 à. Cái bình này em bán là 220k, B20. Và em qua B21 ạ, là cái đèn. Cái đèn này thì cái phần bên ngoài của nó là bằng nhựa ABS. Cái này thì mình sạc à, mình sạc được điện là điện 220 luôn ạ. Cái này mình chỉnh đây, mình chỉnh từ mờ sáng, sáng vừa, sáng nhất đây ạ, nó. Cái này thì mình đem theo đi câu cá hoặc là mình để ở nhà lúc cúp điện, hoặc là mình trang trí, mình đề co thì nó cũng rất là đẹp, rất là xinh. Thì chiều cao của cái đèn này đây em đo được khoảng là 16 à, hơn 16. Đây. Rất là đẹp. Em bán là 160k, B21. Em qua B22 là cái khò ga ạ. Cái khò ga này thì các anh các chú mình gắn vào cái bình ga mini. Đó, mình sử dụng Tokyo Japan. Cái này thì nó có cái mồi tự động đây. Đó. Đó. Cái này thì các anh mình chỉnh lớn nhỏ ở đây, on up ở đây. Cái khò ga này thì em bán là 140k, B22. Cái này em test rồi, hoạt động ok ạ. Và em qua B23. B23 là một cái bật lửa Zippo của Mỹ hay ạ. Đây, made in USA. Cái này là Zippo D12. Cái này là chưa khui luôn đây ạ, nó có một cái tem dán phía sau của nó đây. Cái tem màu dạng nó như là màu kem kem mà nó. Và cái này là màu xanh Lucky, may mắn, cỏ ba lá đem lại may mắn. Cái này em bán là 780k, B23. Em qua B24. Cái này là cái bật lửa hình dáng của nó như vậy đây. Cái này là hàng của Nhật đời cổ ạ. Đây nó có chữ Japan ở trên đây. Đó, nó dập chìm trên đây là Japan. Và cái này do là xưa lâu rồi ạ, nên nó có bị bong tróc cái lớp mạ như vậy. Các anh mình chỉnh ra đây thì cái này là mình dùng xăng Zippo ạ. Đó, các anh mình chỉnh cái phần đầu này thì mình sẽ cho xăng vào đây mình sử dụng. Đó, hình thức của nó là do là lâu đời rồi nên nó bị bong cái lớp mạ, bong xước cái lớp mạ đi. Đó, hàng sưu tầm. Đó. Cái này thì chiều dài của nó ở đây là được 14
14,5 ạ, 14,5. Và cái bật lửa này em bán là 1.800.000 ạ, B24. Em qua B25 là một cái bật lửa hình tàu hỏa ạ. Ở đây thì mình bật cái này lên đây. Đó, cái này à. Cái này thì mình dùng ga ạ. Cái này thì em đo cái phần chiều dài nó qua đây là được 9,5. Em bán 450.000 B25. Em qua B26 là cái khò ga. Cái này là còn mới luôn. Chiều dài của nó ở đây là được 16,5. Cái này thì nó có nút on off ở đây đây, như em đang tắt thì khi mà em mở lên đây. Và mình điều chỉnh ga là các anh các chú mình điều chỉnh dưới đây, dấu cộng trừ ở đây, ga lớn bé. Và như ga rồi, bật lửa này thì các anh các chú mình có thể mua một chai ga giống như vậy ở ngoài tiệm tạp hóa giúp em. Và về thì các anh chỉ cần sử dụng cái đầu ga của nó thôi à. Và mình lắc đều và mình bơm vào. Đó. Các anh cứ đè vào là nó sẽ vào ga thôi ạ. Rất là dễ sử dụng luôn. Thì cái khò ga này em bán là 300.000 B26. Em qua B27. B27 là cái giấy dán à. Đây. Cái này một cuộn này thì em không biết nó là bao nhiêu mét ạ. À. Như ví dụ như các anh là mình sạc ở nhà mình dây điện mình dài quá mình có thể quấn lại và mình buộc lại cho nó gọn, nó có phần dán như vậy. Đó, kiểu như vậy đây, đó. Thì một cuộn như vậy em bán là 80.000. Em đo cái bảng ngang của nó qua là được 5 cm ạ. B27 80.000 một cuộn này. Em qua B28 là em có dây cáp. Cái dây cáp này đây thì nó được là ở đây khoảng là hơn 5 ly. Đó. Cái này là nó dài được 1 mét ạ. À. Nó có cái móc luôn. Thì ở đây là có 2 cộng, em bán là 160.000. Dây cáp này là cũng kháng dỉ luôn à. Đó. B28 là 160.000. Dây cáp là dài 1 mét. Em qua B29 là một cái con dao sashimi. Tay cầm là bằng gỗ ạ. À. Thép của nó là thép không dỉ. Takayuki Japan. Một mặt ạ. Cái phần lưỡi của nó ở đây là được 27 và cái bảng ngang của nó qua là 3,4. Và độ dày ở đây là được 3 ly ạ. Em bán 300.000. B29. Em qua B30. B30 ở đây. Đây em có một cái con dao của Japan luôn à, đây. Chữ Japan đây. Thép là thép không dỉ. Cái hiệu của nó đây là hiệu Kai Cut. Phần tay cầm là bằng nhựa và cái kiểu của nó như vậy. Nó rất là sắc ạ. À. Kiểu lưỡi nó cong lên như vậy. Chiều dài của nó ở đây là được 30,5. Và cái bảng của nó qua đây là được 3,8. Và độ dày của nó ở đây là được 3,2. Em bán là 250.000 B30 ạ. À. Em qua B31. Đây. Một cái con dao phát khoan thép không dỉ ạ. À. Thì cái phần tay cầm của nó là bằng gỗ. Lưỡi của nó đây, nó rất là sắc. Thì em đo cái phần lưỡi của nó. Lưỡi của nó là được 37. Và cái bảng thì em đo ở phần cái bảng to nhất ở đây thì nó được là 5,2. Và phần dưới đây thì nó được khoảng là 4,2. Dao này thì cái độ dày của nó tầm khoảng 2 ly à. Em bán 320.000.
B31 ạ. Em qua B32 là một cái con dao có cái vỏ phía bên ngoài là bằng vải đây ạ. Và cái phần tay cầm đây đó. Lưỡi của nó là thép không rỉ Columbia. Con này thì chiều dài tổng thể của nó ở đây là được gần 30 ạ, chiều dài tổng thể là gần 30. Và cái phần lưỡi của nó ở đây là được 16.8. Và cái bảng ngang qua đây thì được là 3.2. Độ dày của nó ở đây thì nó được là 3.9 ly. B32 lại bán 300k ạ. Em qua B33. Này. Cái tay cầm là bằng gỗ ạ, vỏ là vỏ hay cái vỏ bằng da. Thép là thép không rỉ ạ, gạch bơ dưới tay. Chiều dài của nó ở đây là được 23.7. Phần lưỡi của nó ở đây là được 12.6 và bảng qua là được 2.5. Và độ dày là được 3.2 ly. Rất là sắc luôn. Em bán 320k B33. Em qua B34 là một cái con dao dạng móc ạ, kiểu như vậy. Cái vỏ phía bên ngoài của nó là bằng da. Đó, cái phần kiểu dáng của nó như vậy đây. Đó, trên lưỡi đây thì nó có cái chữ ký đây ạ. Đó. Rất là sắc. Cái phần lưỡi của nó đây là nó được 9.5 và cái bảng của nó qua đây là được 2.8. Và độ dày ở đây là được 4.8 ly. Con dao này em bán là 480k. B34 480k. Em qua B35 là một cây kéo bếp ạ. Cây kéo bếp này là thép là đúc nguyên khối luôn của Đức ạ. Nó có cái logo hai hình người. Money. Còn mới chưa qua sử dụng. Kéo này thì một phần lưỡi đây, một phần lưỡi dưới là lưỡi găng cưa đây ạ. À. Cắt rất là sắc và rất là sạch sẽ nè, nó không có bị rỉ. Thì chiều dài ở đây là được 19 năm và cái phần lưỡi ở đây là được 6.3 ạ. Kéo này em bán 320k. B35 320k. Em qua B36 là ở đây em có móc khóa thước màu. Cái này mình sử dụng rồi mình tặng cho người thân mình cũng được ạ. Thước này thì nó dài là được 2m ạ. Đây. Số vạch nó cũng rất là rõ ràng luôn. Cái này đây nó để là 2m sắp ban. Cái này em bán 40k một cái, hai cái 80. B36 là 80k hai cái này, hai cái móc phá thước. Em qua B37, một cái mỏ lết super tool. Cái phần tay cầm thì có bọc cao su ạ. Cái phần miệng nó mở rộng ra đây thì nó được là 3.8 và chiều dài của nó ở đây là được 24.5. Cái này là còn mới luôn ạ. Đây. Em bán 350k. B37. Em qua B38 là một cây kìm cắt kẽm ạ. Shower
của Mỹ ạ. Đó, cái này là còn mới luôn đây. Lưỡi là không có bị mẻ dập gì hết. Tay cầm là bọc nhựa màu vàng. Đó. Cái này là nó bọc cao su luôn ạ. Cao su màu vàng cầm để cho mình in rất là êm tay luôn. Chiều dài ở đây là được 20. Đây em mở rộng tối đa cái miệng của nó qua là được 2,5 ạ. Em bán 300k, B38 300k. Em qua B39 là một cái mài dao của Đức ạ, Made in Germany. Đây cái phần đá của nó đây ạ. Một phần là đá thô đây một và một phần đá mịn, một cục đá mịn. Đó, cái này thì dùng sạc ạ. Đó, có dây sạc. Sạc là mình gắn thêm một cái đầu cục sạc điện thoại, mình sạc được điện 220. Này thì nó có hai chế độ. Đó. Chế độ thứ nhất đây. Tắt cái chuyển độ thứ nhất, tắt cái xong nó chuyển sang chế độ thứ hai. Đó. Khi mình muốn mài bén thì mình mài qua cái phần mịn bên đây đó. Đá là nó còn nguyên vẹn luôn ạ. Đây. Cái chiều dài của nó ở đây thì nó được là 20 ạ. Nó mình để ở trong bếp thì cũng rất là gọn. Cái phần đế của nó đây có phần xốp mình để ở trên bàn. Em bán cái mài điện này là 280k B39. Và em qua B40 là một cái cặp lục giác bông và lục giác bi của Japan. Cái này thì ở đây là từ 27, 25, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 là bông. Còn bi là 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Đó. Em bán một cái combo này là 140k B40. Em qua B41 là một cái bộ khóa. Đây. Khóa vòng. Khóa mở đây và cái khóa vòng mà có cái phần tự động này nữa. Xoay đảo chiều. Thép của nó là thép CRV. Thì ở đây là có được 7 cây là từ 8, 8, 10, 8, 10, 13, 13, 14, 12, 8, 10, 13, 8, 10, 12, 13, 14, 17 và 19 ạ. Có 7 cây. Em bán 280k. B41. Em qua B42 là cái ba lô. Đây, cái ba lô này là còn mới chưa sử dụng luôn của Thụy Sĩ ạ. Secret G. Cái ba lô này thì khi mà mình sử dụng mật khẩu thì mình sử dụng phía trên đây đây ạ. Đó. Mật khẩu chính của nó là 3 số 0. Mật khẩu chính là 3 số 0. Rồi khi mình muốn thay đổi thì mình kéo chỗ này ra và mình thay đổi ở dưới phía dưới đây ạ. Và cái phần dây cáp đây đó, nó có thêm cái phần dây cáp để mình xách đồ nó chắc chắn hơn. Ba lô Thụy Sĩ thì nó rất là rộng mà nó phía trong của nó đây thì nó có thêm một ngăn để laptop để các anh các chú mình đi làm đó. Đây nó có cáp đồ đầy đủ luôn. Rất là nhiều ngăn luôn ạ. Bên hông cũng có ngăn và cái phần dưới đáy nó cũng có ngăn đây. Và bên đây thì nó có thêm ngăn để mình để cái chai nước nữa. Và trong đây thì đây. Cái ngăn này có một cái túi đây, có túi này để khi mà mình đi mưa mình trùm lại để tránh ướt cái ba lô là tránh ướt đồ phía bên trong. Phía bên trong cái ngăn này đây, nó cũng có thêm ngăn rất là đẹp luôn.
Hôm nay thì em có cái màu xanh dương cũng rất là đẹp, màu đẹp mà rất là sạch nữa ạ. Thì chiều dài của cái ba lô này đây nó khoảng là 45 và ngang qua thì nó cũng được khoảng 35. Các bé học cấp 3 đại học hoặc là các anh các chú mình đi làm, nó đi du lịch mình đựng đồ, đựng 4-5 bộ đồ rất là ok luôn ạ. Thì cái mã B42 này em bán là 420k. Và em qua B43 là cái xẻng á. Ở đây thì em có cái xẻng con voi. Cái xẻng này nó dài được 1 mét ạ. Đây, cái xẻng con voi. Hình thức thì do nó to cồng kềnh thì chưa qua sử dụng luôn, còn tem mát. Nhưng mà nó có bị trầy xước nhẹ nhưng mà không có ảnh hưởng gì. Đó, một cái màu đen rất là sạch luôn ạ. Nó dài là 1 mét thì em đo cái phần lưỡi xẻng ở đây thì được là 29.5 và bản ngang qua là được 22.5. B43 này em bán là 320k. Và em ra B44 là cái bánh xe ạ. Ở đây thì em có là 4 bánh. 4 bánh thì nó là đều xoay hết. 4 bánh đều xoay. Và nó có hai bánh khóa như vậy đây, nó có hai cái bánh khóa. Cái này thì em đo cái chiều cao của nó thì được khoảng là hơn 10. Và cái đường kính bánh qua đây thì nó được là 6.5. Và cái bảng bánh to bánh qua đây là được 2.7. Cái này thì được là 6 cm. Và chiều dài ở đây là được 9 cm ạ. Đây, cái này thì em bán là 220k, 4 bánh này. 4 bánh xe 220k. Và em qua B45 là cây kéo cắt bờ rào. Đây. Cái phần lưỡi kéo đây chữ Nhật khắc ở trên đây. Lưỡi kéo đây không có bị mẻ dập gì hết ạ. Rất là đẹp. Tay cầm là bằng gỗ ạ. Chiều dài của kéo là được 65 cm. Và cái phần lưỡi của nó ở đây là 13. Em bán là 200k B45. Em qua B46. Ở đây thì em có một cái ghế xếp để các anh các chú mình đi câu mình câu ạ. Rất là gọn luôn. Chiều cao thì nó được là 20, chiều cao là 25 và bạn qua đây là cũng được 26 đây ạ. À. Đó. Nó là ghế hình vuông. Các anh sau mà mình gấp gọn là vậy, mình cho cái túi mình xách mình để trong cốp xe cũng được ạ. À. Mình treo. Rất là gọn. Thì cái ghế xếp này em bán là 120k. Dưới đây thì nó có 4 cái miếng này luôn. Đó, để mình để cho nó cân bằng. B46 120k. Em qua B47 á, là cái rìu. Cái rìu này là của Mỹ á, rìu của Mỹ. Đây, nó có chữ ở đây ạ. USA đây. Và cái phần gỗ của nó đây là gỗ hickory. Đây ạ, hickory. American. Cái rìu này thì nó nặng là được 1 kg ạ. Và cái phần lưỡi của nó đây rất là sắc luôn. Chiều dài của nó ở đây là được 40.5. Và phần lưỡi ở đây là được lưỡi qua là được 13.7. Và cái phần lưỡi này là được 7.5. Em bán là 950k B47. Em qua B48. Cái rìu này cũng của Mỹ luôn đây ạ. À. Made in USA. Rìu này lưỡi là còn nguyên zin luôn. Đây. Cây này
nó nặng 900 g. Gỗ, cái cán tay cầm của nó cũng là gỗ hickory ạ. Đây, chiều dài của nó ở đây là được 34. Cái này thì em đo qua đây là được 13,2. Cái phần lưỡi ở đây là 8 ạ. Em bán là 1 triệu ạ, B48 1 triệu. Em qua B49. B49 ở đây thì em có một cái cặp kiếm hàng trưng bày. Cái này thì em tặng luôn các anh các chú mình cái kệ ạ. Ở đây thì em có một cái cây này đây, đó. Cái cây bé này thì cái chiều dài của nó ở đây là được 70 cm. Hình thức của cây kiếm này ạ. Cái này thì người trước họ có dùng là do họ tập luyện, người Nhật họ dùng họ tập luyện. Vỏ phía bên ngoài đây, như vỏ thì bị trầy xước nhẹ thôi ạ, còn rất là đẹp luôn. Và lưỡi của nó đây là lưỡi bằng mon, không có sắc bén gì hết. Đây, như tay em cầm như vậy. Và em qua cây dài hơn này. Đó, cây này thì cái vỏ của nó đây cũng bị trầy xước nhẹ thôi ạ, nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Cây này thì cái chiều dài của nó ở đây là được 1m07 ạ. Cái phần lưỡi của nó đây. Đó. Lưỡi cũng còn rất là đẹp luôn, lưỡi bằng mon. Không có sắc bén. Và cái phần vỏ kiếm thì ở cái phần này nó có bị cấn một xíu ạ, nó có bị cấn cái phần phía trên này một xíu. Nhưng mà mình để vào vậy thì không có ảnh hưởng gì đâu ạ. À. Mình để mình trưng bày cũng rất là đẹp. Thì cái mã cặp kiếm trưng bày này B49, các anh các chú nào quan tâm thì nhắn cho em ạ. À. Và em qua B50 là cái bình nhớt ạ. À. Cái bình nhớt này bằng nhôm, hình thức của nó đây cũng còn rất là đẹp luôn, của Mỹ ạ. À. Đây chữ USA ở dưới đây ạ. À. Made in USA đây. Và cái phần lớp sơn zin của nó đây còn màu đỏ luôn, rất là đẹp. Golden Rose. Cái dung tích của nó là tầm được khoảng 250 ml. Nó là hoạt động bình thường, không xì. Em có test rồi ạ. À. Như cái này thì cái chiều cao của nó ở đây thì nó được là 11,3. Đường kính qua đây thì được là 4,5. Và chiều dài vậy thì nó được là 15 ạ. Cái này em bán là 500 k. Cái bình rất là đẹp. B50 500 k. Em qua B51. Một cái bình cũng bằng nhôm luôn ạ, của Mỹ luôn, dưới tay. Cái bình này như trên nó có những cái vết cấn nhẹ gì thôi, nhưng mà không có bị lủng hay bị xì gì hết ạ. À. Cái này là của hãng Ingle của Mỹ. Chiều dài này ở đây thì được là 10 ạ. À. Ở chiều cao của nó là được 10. Và cái này thì nó được qua đây, nó dài đây thì được 14. Và cái phần đáy của nó đây là được 5,5. Cái kiểu dáng cái bình này đây cũng rất là đẹp. Em bán là 550 k. B51 550 k. Em qua B52. B52 là một cây cưa của Mỹ ạ. Đây, bớt nó có hình một cái con hươu đây, made in USA. Cưa sắt.
Cưa này nó có đó, nó có ba nấc đây, nó để cái anh cái chú mình chỉnh. Cưa là còn mới luôn ạ. À. Cái phần thép của nó cầm rất là nặng tay luôn. Đó, rất là chắc chắn. Thì cái mã B52 này em bán là 650k. Em qua B53 là một cây cưa của Thụy Điển ạ. Đây, Squidden cũng cưa sắt đây. Cái này thì cái khung này là nó bằng nhôm ạ. Cái khung này nó bằng nhôm nên cầm thì nó nhẹ ạ. Nó chỉ có một nấc thôi. Em bán 450k. Cái phần tay cầm thì bằng nhựa đây. Của Thụy Điển. Em qua tiếp một cái cây cưa sắt của Mỹ ạ. Cây này hiệu Tenley của Mỹ, cái phần khung này là nó bằng nhựa ạ. Đó, cái phần tay cầm họ có lót thêm một miếng xốp ở đây để mình cầm rất là êm tay luôn. Kiểu cưa nó dạng như vậy, dạng như vòng cung như vậy đây ạ. Và em bán cái này là 450k cũng của Mỹ luôn, B54. Em qua B55. B55 thì ở đây em có làm cái đồ để cái kệ để mũi khoan ạ. Từ 1 đến 6.5. 1 đến 6.5. Của NKC. Cái phần để dưới đây của nó đây, trên đây thì nó bị bong tróc cái lớp mạ thôi ạ. Chiều dài của nó ở đây thì được là 17 và ngang qua đây thì được là 7 và cao ở đây thì nó được khoảng 3,5 ạ. Em bán là 380k B55. Em qua B56 là cây thước thủy. Cây thước thủy này là cái phần này là bằng nhôm ạ. Nó có ba cái đầu này. Cái phần này thì nó có bị cấn cái lớp nhựa phía bên ngoài. Cái lớp nhựa bên ngoài đây, nhưng mà cái phần thước ở trong đây nó không có bị gì hết. Cái này cũng vậy. Đó. Như để chất vận chuyển rồi nó có bị cấn đây, nó bên đây cũng bị cấn bên đây. Đó. Nó bị cấn cái phần bọc cái thước đây. Made in USA. Thước này thì nó dài là được 60 cm ạ. Hình thức là cũng còn đẹp, chỉ là bị cấn cái phần nhựa này thôi. Em bán 500k B56. Em qua B57 là cây kéo bướm ạ. Đây, chữ họ khắc ở trên cái phần thân đây ạ. Lưỡi là không có bị mẻ dập gì hết. Em đo cái chiều dài là được hơn 20 ạ. Và cái phần lưỡi ở đây thì nó được là 5,8. Em bán là 200k B57. Em qua B58 cũng là một cây kéo bướm luôn. Chiều dài của nó ở đây là được 17 năm và cái phần lưỡi của nó ở đây là được 5 ạ. Chữ khắc ở trên cái phần thân như vậy đây. Đó, lưỡi của nó đây. Em bán 200k B58. Em qua B59. Một cây kéo tỉa. Lưỡi của nó đây. Không có bị mẻ dập gì hết. Chữ đây khắc ở trên cái phần thân này ạ. Chiều dài kéo ở đây thì được là 20,5. Phần lưỡi ở đây là được 5,5. Kéo này em bán 200k B59 ạ. Em qua B60. B60 ở đây thì em có cặp cưa. Cặp cưa này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 20 và chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 33,5. Thì cái cặp này em bán là 90k. B60 90k. Và em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em ạ. À.